Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Giáo sư Sáng chế. Mình không thể hứa rằng đây sẽ là sáng chế cuối cùng liên quan đến cái bộ phim Hàn Quốc đang làm mưa làm gió mấy tháng gần đây. Nhưng vì các bạn ủng hộ nhiệt tình quá nên mình đành tự nói với bản thân rằng sao không tận dụng hết cỡ nhỉ. Khi đã tháo piston ra khỏi ống xi lanh nhỏ này, ta dùng kìm cắt bỏ phần đầu ống, cắt hai cái tay nhỏ này đi để cho ống tiêm trông như thế này này. Rồi lặp lại các bước tương tự với ống xi lanh thứ hai. Khi cả hai đã sẵn sàng, đặt chúng sang một bên một lúc và dùng sức mạnh tâm linh triệu hồi chai nước khoáng giống cô bé Matilda làm ấy. Có bạn nào từng xem bộ phim đó chưa nhỉ? Giờ thì với chai nước trong tay, chúng ta sẽ tháo nắp chai ra và dốc hết đống nắp mà vì lý do bí ẩn nào đó lại xuất hiện bên trong. Kevin, anh có chắc rằng anh sẽ giữ lại đoạn này trong video không? Cũng được, tùy anh. Giờ thì ta đã có những cái nắp chai rồi, hãy bôi ít keo lên hai đầu của ống xi lanh và gắn chúng lên sao cho chiều hướng ra ngoài. Nhân tiện mình hỏi, các bạn có nuôi thú cưng không nhỉ? Mình vừa mới nhận nuôi một con cún và thiên địa ơi, nó không để yên cho mình làm bất kỳ một việc gì, nó cắn mình suốt thôi. Xong còn tham ăn và cắn phá mọi thứ mình mua cho nó nữa chứ. Nếu mà nuôi trẻ con cũng như thế này thì thôi, mình không lấy vợ đâu. Dùng mỏ hàn, dùi một lỗ ở chính giữa mỗi nắp chai. Để xỏ que gỗ cỡ nhỏ này qua đó, mình từng dùng mấy que này để làm búp bê mô hình và giờ thì lại dùng chúng để làm ra các sáng chế. Tự hào quá đi, vậy nghĩa là mình đã trưởng thành rồi đấy. Lấy một que và xỏ qua hai cái lỗ chúng ta vừa dùi. Để cho chúng không bị rơi ra thì mình sẽ nhỏ thật nhiều keo siêu dính vào giữa nắp chai và que gỗ. Kiếm lấy cây thước kẻ hoặc bất kỳ dụng cụ gì tương tự để đo một khoảng 1cm ở mỗi đầu que gỗ. Tháo cái bộ phận thường xuyên được gắn ở đầu máy khoan xinh xắn của bạn ra. Chúng ta sẽ phải gắn thêm một bộ phận nữa từ trong đống lộn xộn này. Tìm được nó rồi thì gắn vào mũi khoan và lắp bộ phận ta tháo lúc nãy vào. Để hoàn thành cái cưa tròn tự chế, chúng ta sẽ cần tìm thêm vài chi tiết nữa và đừng quên điều chỉnh cái ngoằm, không thì lưỡi cưa sẽ bay vèo vèo như phi tiêu của ninja đấy. Cuối cùng thì chúng ta có thể dùng chiếc cưa mini để cắt que gỗ theo dấu đã đánh dấu trước đó. Trong lúc đợi cắt nốt đầu còn lại, cho mình hỏi câu này không liên quan lắm. Ở chỗ các bạn bây giờ đang là mấy giờ đấy? Ở đây đã là 7 giờ sáng, mặt trời còn chưa lên mà mình thì phải làm việc ở đây này. Giờ mà được ngủ nướng thì... Các bạn đừng để tâm tới lời phàn nàn của mình nhé. Lặp lại các bước, dán và khoan nắp chai bằng mỏ hàn. Điểm khác biệt lớn nhất giữa ống tiêm thứ hai này, đó là một đầu của nó sẽ có động cơ, còn đầu kia thì gắn que gỗ. Nhưng trước tiên, ta nhỏ keo lên trước khi xỏ que vào và đừng để que chạm tới động cơ nhé. Chúng ta cũng cần đo 1cm trên cái que này, các bạn biết để làm gì rồi đấy. Hai trục xoay của máy Squid Game Mini đã sẵn sàng, nên là hãy tiến hành thiết kế ngoại thất thôi. Lần này mình đã in sẵn mẫu hình, mấy tay bảo vệ và kẹo đường rồi, cho khỏi tốn thời gian và keo dính. Khi đã có các hình ảnh được cắt ra như thế này, ta ghép chúng lại với nhau bằng băng dính trong suốt theo thứ tự ngẫu nhiên tùy theo sở thích của các bạn. Nhưng nhớ rằng bức ảnh nào có hình con búp bê phải nằm ở cuối nhé. Nhân tiện, mình mới nghe được là có một bộ phim Hàn mới đang nhăm nhe xoán ngôi vị số 1 của Squid Game đấy. Các bạn nghĩ có khả năng đó không? Dán một đầu cảnh phim vào trục có gắn động cơ và cuộn nó lại. Julio, tua nhanh cảnh này để mấy bạn xem khỏi chán nhé. Kẹp nó lại rồi dán nốt đầu kia vào ống xi lanh còn lại. Ở đây, chúng ta sẽ cần que kem như mọi lần. Dùng thước đo khoảng 4cm và đánh dấu bằng bút chì, làm tương tự với đầu kia rồi cắt đi nhé. Lặp lại lần nữa nào. Triệu hồi cái cưa tròn tí hon và hô biến nó thành cái khoan bình thường bằng cách tháo hết tất cả mọi thứ ta đã lắp vào, trừ bộ phận ban đầu. Lắp mũi khoan nhỏ này vào, thay thế cho mũi cưa tròn. Gom mấy mẩu gỗ này lại thành một cọc để khoan một lần cho đúng vị trí. Cẩn thận với mấy ngón tay của các bạn nhé. Chúng ta không muốn phải dọn dẹp hiện trường một vụ tai nạn đâu. Giờ hãy đổi mũi khoan thành đầu đá mài nhé. Mình nghĩ đây có lẽ là món hàng lời nhất mình từng mua, kiểu như 5 trong 1 vậy. Mài mấy cái lỗ trên que cho to và mịn thêm nào. Chế biến xong đống que kem này là chúng ta có thể tiến hành làm khung cho sáng chế này rồi.
đo kích cỡ của cuộn giấy trên tấm bìa và cắt ra bằng dao đọc giấy. Vết chút keo lên đế của một mảnh gỗ và xỏ trục của một trong hai trụ xoay qua. Xoay chúng đi để nhìn thấy trục gỗ còn lại. Đây nè, chúng ta sẽ phải gắn thêm một màu gỗ nữa. Phết keo lên động cơ và gắn một mảnh gỗ vào, rồi cắt thật nhiều mảnh gỗ nhỏ như thế này. Chúng sẽ giúp gia cố thêm cho mấy cái chân gỗ nếu các bạn biết cách dán như mình làm đây. Kiếm một ít dây thun, lấy ra một vài sợi và mình sẽ chỉ cách để nó không bị trùng. Nó phải chặt hơn nữa cơ. Để làm được như thế, ta cắt sợi dây ra và buộc hai đầu lại để tăng độ căng cho sợi dây trước khi móc nó vào. Tiếp theo, trông cái bật lửa từ một ông chú nào đó hay hút thuốc ấy, rồi tháo rời nó ra để lấy được cái đánh lửa. Đừng sợ làm hỏng cái bật lửa, tin mình đi, vì các bạn đang giúp mấy ông chú đó cai thuốc lá đấy. Ít ra thì cũng hữu ích cho tới khi mấy chú đi mua bật lửa mới. Dùng kim cắt bỏ phần cong đi và lắp nó lại. Lặp lại các bước trên một lần nữa, nhỏ keo vào phần viền để gắn hai cái lại thành một. Gắn chúng lên một cái kem và đo ứng với chiều cao của máy game để cắt ngắn đi. Dán nó vào chính giữa hai nắp chai. Đổ đầy keo vào trong bánh xe tròn này và gắn trục động cơ vào. Dán tất cả lên một cái kem nữa và gắn lên tấm bìa đối diện với bộ phận vừa nãy. Chỉ chưa đầy 2 phút nữa là chế tạo xong rồi. Lúc đó mình sẽ ngủ một giấc sương sương đến 8 giờ tối. Với sáng chế này chúng ta đã dùng cả đống que kem rồi chứ nhỉ. Mình cần thêm một sợi dây thun nữa, cắt ra và kéo càng giãn càng tốt để giữ lấy những bánh xoay nhỏ xíu này. Giờ thì hãy cắt hình ông già này ra cho thật khéo, tiếp keo vào mặt sau và gắn ông ta lên sợi dây vừa nãy ngay ở chỗ mối nối nhé. Như vậy là ông ấy có thể tự do di chuyển rồi này. Tháo một chiếc xe đồ chơi ra để lấy bộ phận điều khiển từ xa mà chúng ta sẽ trưng dụng để phục vụ cho sáng chế. Các bạn biết nó sẽ vận hành ra sao rồi đấy, nên là mình khỏi hướng dẫn dài dòng nhé. Bộ não của mình vẫn chưa tỉnh táo vào giờ này đâu, ít nhất là phải 2 giờ chiều cơ. Để hoàn thành, chúng ta chỉ cần phải làm thêm một đựng nữa thôi. Phết keo lên 4 cạnh của tấm bìa để làm thành hộp bảo vệ cái máy của chúng ta khỏi tác nhân vật lý bên ngoài. Trước khi lắp nốt 2 miếng bìa còn lại, ta dán bảng điều khiển xuống dưới cùng với mấy cục pin. Dán kín hộp lại nào, trước khi mi mắt mình sụp xuống. Mình không phải là kiểu người thức khuya dậy sớm được. Thứ lỗi cho mình vì đã ngáp nhá. Cắt một hình chữ nhật trên mảnh bìa cuối cùng trước khi gắn vào. Nhưng lần này ta sẽ dùng băng dính để có thể dễ mở ra và đóng vào. Để thêm phần đặc sắc, chúng ta sẽ gắn thêm một mô hình nho nhỏ ở bên trên nhé. Cùng chọn một địa điểm thật thơ mộng để thử nghiệm máy chơi game này nào. Cảnh đẹp và không khí trong lành như vậy thì quá lý tưởng để ra ngoài đi chơi được còn gì. Mẹ thấy chưa? Từ giờ đừng có bảo con là chỉ biết rú rú trong phòng chơi điện tử nữa nhá. Con mang hẳn ra ngoài để chơi được đây này. Ê, cẩn thận mấy tên bảo kê kìa Kevin. Chỗ kẹo đường kia nữa. Không. Anh toàn đâm đầu vào chiếc ngại vật thôi. Không. Cuối cùng thì anh vẫn thắng. Chắc do đang chơi game mức dễ đấy. Và đây là sáng chế duy nhất cho ngày hôm nay. Hãy xem qua kênh Giáo sư Sáng chế nếu bạn muốn tìm hiểu cách tạo ra những phát minh đơn giản và tuyệt vời. Ngoài ra, đây là 2 video về những phát minh còn tuyệt vời hơn nữa. Các bạn nhớ bấm đăng ký, subscribe và bấm nút chuông để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã tham gia cùng mình trong video hướng dẫn ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!